đầm xanh nha, đầm xanh tay loe là tay loe trắng đính hai nơ ha, có 6 nút. Phía sau của nó là như vậy nha. Cái tay von của nó là von hàng loại cao cấp luôn nha, von mà có sọc sọc xuống khóa nhũ kim tuyến là nhìn rất là sang ha. Tay là đính hai dây nơ, nút là nút đẹp luôn nha. Đầm này là đầm dính liền luôn, mặc mà nhìn thì người ta thích nghĩ là mình mặc quần áo là một đầm nha. Ở đây là thun bo em nè, có dạng rất là tốt ha, mặc không sợ bị chật bị khó chịu nha. Rồi ở ngoài nó có cái lớp nó phủ lại, nó che lại cho mấy bạn mà ngại lộ bụng to ha, thì nó che bụng rất là tốt nha. Tay von là mình che được cái tay nè, che được bắp tay to nữa nè. Màu của nó là màu xanh đậm nha mấy bạn. Vải là vải von nha, vải von rất là dày dặn nha, mặc không sợ bị lộ. Ở bên trong nó còn lót một lớp thun, thun co giãn rất là tốt luôn ha. Ở dưới váy cũng có lớp lót luôn nè, lót là lót vải tốt luôn nha, mình cầm vô rất là mềm mịn nha, giãn rất là tốt, cực kỳ tốt luôn, phải nói là cực kỳ tốt luôn ha. Đầm này là đầm cao cấp nhưng mà giá của nó chỉ có 330.000 thôi, do shop mình nhập số lượng nhiều cho nên được giá tốt ha, 330.000 thôi. Phía sau của nó là như vậy ha, cũng là có một lớp rời như vậy luôn. Cái này người ta nhìn người ta cứ nghĩ mình như là mặc một cái váy một cái áo, nhưng mà thật ra nó là một cái váy dính liền mà có một lớp ngoài che bụng rất là tốt ha. Giá chỉ có 330.000 thôi.